công việc trong bụi. Hình minh họa này cho thấy công việc quan trong một không gian hẹp bên trong đường hầm. Khi quan đường hầm hoặc quan đá bụi được tạo ra trong nơi làm việc như vậy, lắp đặt máy thở và công nhân sử dụng mặt nạ chống bụi với quạt điện. Khi bạn hít bụi, nó tích tụ trong phổi, chức năng phổi giảm, bạn không thể thở được, nó trở thành bệnh bụi phổi. Có hai ảnh phổi, bên trái là phổi của người bình thường và bên phải là phổi của người bị bệnh bụi phổi. Những người làm công nhân trong hầm hoặc thợ mỏ than từ lâu đã bị bệnh bụi phổi. Bệnh không phát ra ngay mà sẽ phát ra trong vòng 20 đến 30 năm. Điểm cần lưu ý để an toàn. Nơi làm việc có thường được dọn dẹp không? Có phun nước không? Có đủ thông gió không? Có dùng mặt nạ chống bụi và kính bụi không? Công nhân có đi khám sức khỏe đặc biệt? Có đo bụi trong công tác xây dựng đường hầm? Công nhân có được đào tạo đặc biệt không?